Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta đang cùng đến với chương trình Giao hưởng Thính phòng. Và mở đầu chương trình chúng ta đã được thưởng thức một bản list với tên là Stenson, với phần thể hiện của ca sĩ Lan Quỳnh. Đây cũng chính là chủ đề mà chúng ta sẽ cùng chia sẻ và tìm hiểu trong thời lượng của chương trình ngày hôm nay. Đó chính là các ca khúc nghệ thuật Liter, thưa quý vị. Và ngay sau đây chúng tôi xin được giới thiệu hai vị khách mời sẽ tham gia chương trình và trò chuyện với chúng ta. Đầu tiên xin được giới thiệu dịch giả Chu Thu Phương. Chị là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Nhà văn Hà Nội và là một dịch giả dành nhiều sự quan tâm cũng như là yêu thích cho thi ca cũng như là âm nhạc. Xin cảm ơn anh Danh Tùng. Xin chào quý vị khán giả, chào chị Lan Quỳnh. Và về cái mời thứ hai không ai khác, xin được chào đón Lan Quỳnh đến với chương trình Giao hưởng Thính phòng ngày hôm nay. Lan Quỳnh xin chào tất cả quý vị khán giả, xin chào anh Danh Tùng và chị Chu Thu Phương. Câu hỏi đầu tiên chúng tôi xin phép được dành đến cho chị Chu Thu Phương ạ, là chị có thể chia sẻ những cái khúc nghệ thuật Leader có sự hình thành bắt đầu như thế nào ạ? Một cái ca khúc nghệ thuật, trước hết nó là một cái sự kết hợp giữa một piano và một người hát. Và cái nội dung của những cái bài hát đấy là những cái bài thơ đã có sẵn. Khoảng năm 1709 thì bắt đầu có cái piano đầu tiên. Thì sau đấy một thời gian thì đến năm 1790 thì bắt đầu cái trường phái lãng mạn ở châu Âu. Và khi đấy thì các nhà thơ như Goethe, Heine và những nhà thơ khác cũng viết rất nhiều về tình yêu, về cái nỗi đau của tình yêu. Khoảng 20 năm sau là 1810 thì Schubert đã bắt đầu viết những cái ca khúc nghệ thuật đầu tiên, mà bắt đầu bằng Vua Yêu Tinh, nghĩa là Erlkönig. Ở Áo lúc ấy thì có những cái đêm mà Schubert đã tạo nên, đêm để mà trình diễn những cái bản nhạc mà ông ấy sáng tác. Và ông hát cho bạn bè nghe, nghĩa là các bạn bè ngồi xung quanh này, rồi ông hát cho người ta nghe và bắt đầu thưởng thức và bắt đầu suy nghĩ xem là cái bài có được hay không. Hay là có những cái buổi khác là họ đi dã ngoại thì lúc ấy họ không mang được piano thì họ có thể cầm guitar theo để hát. Thì đấy chính là cái sự ra đời của những ca khúc nghệ thuật. Vâng, và chị cũng đã vừa nhắc tới Schubert. Vậy thì vai trò của Schubert như thế nào với dòng chảy của Lieder? Schubert thực ra phải nói là một thiên tài về âm nhạc. Ông ấy viết những cái Lieder trong có khoảng 18 năm cuối cuộc đời thôi. Thế nhưng mà ông viết đến hơn 600 bài hát. Không kể những cái vở opera hay là aria mà ông ấy viết đâu. Và những cái bài hát ấy nó rất là hay, nó đậm cái chất trữ tình. Có những cái cách mà sử dụng âm nhạc rất là khác với người khác. Ví dụ như là gam thứ chẳng hạn. Thì nó lại tạo nên một cái gì đấy rất là đẹp. Đẹp là đẹp đẽ chứ không phải u buồn như là bình thường. Và những cái gam trưởng của ông chẳng hạn thì nó lại nói lên một nỗi đau chứ không phải là một cái sự trong sáng, mà một nỗi đau ghê gớm của cái hiện tượng, hiện thực. Còn cái kia thì nó sẽ thành một giấc mơ. Đấy, rất là thú vị.
Chúng ta đều biết, thưa quý vị, là ca sĩ Lan Quỳnh chính là giải nhất của Sao Mai năm 2022 Phong Cách Thính Phong. Và bạn cũng đã có nhiều cơ hội được hát những Ave Maria ở nhiều không gian khác nhau, ví dụ như là trong nhạc viện này, ở trên sân khấu này, hay là trong không gian linh thiêng của nhà thờ. Vậy thì bạn có thể cho chúng tôi biết là Ave Maria của Schubert có khác gì so với những cái phiên bản khác không? Ca khúc Ave Maria của Schubert thì có giai điệu đẹp hơn, và Lan Quỳnh nghĩ rằng là giai điệu này nó sẽ gây ấn tượng nhiều hơn trong lòng khán giả. Vậy thì có khó khăn gì hay là khác biệt gì không giữa cái việc trình diễn các ca khúc leader cùng với việc trình diễn các bản aria opera cổ điển? Thật ra thì có khác và có không khác. Lan Quỳnh xin chia sẻ cái điều khác trước. Lan Quỳnh là một giọng nữ cao soprano coloratura, là một giọng nữ cao màu sắc, thì thường sẽ hát các ca khúc với âm vực rất là cao, những nốt hoa mỹ rất đẹp, kiểu sâu giọng ấy ạ. Nhưng mà khi sang ca khúc leader là những ca khúc nghệ thuật thì Lan Quỳnh sẽ không hát âm vực cao nhiều nữa, chủ yếu sẽ là hát những âm vực âm khu trung và tạo một giai điệu đẹp. Tuy nhiên, có một điểm giống nhau ở đây là Lan Quỳnh vẫn sử dụng cách âm thanh cộng minh âm thanh của Thính Phong, nhưng sẽ không phải là âm thanh quá to hoặc là âm thanh quá nhỏ, mà sẽ là một âm thanh đều đặn vừa phải để cho phù hợp với không gian thính phòng một piano và một ca sĩ. Thank you.
Lieder theo tiếng Đức có nghĩa bài hát. Tuy vậy trong nhạc cổ điển, Lieder như một thuật ngữ cho những ca khúc thính phòng cổ điển tiếng Đức. Các bản Lieder thường được soạn cho một giọng hát solo với phần đệm piano kèm theo, đôi khi có thêm một số nhạc cụ bổ trợ khác. Franz Schubert, Robert Schumann, Johann Brahms và rất nhiều nhà soạn nhạc tên tuổi khác đã đóng góp hàng trăm tác phẩm Lieder đỉnh cao khẳng định vai trò và giá trị của thể loại này trong lĩnh vực thanh nhạc cổ điển. Thuật ngữ Lieder có một lịch sử dài, bắt nguồn từ những bài ca của người hát song thế kỷ 12. Ở Đức, thời kỳ phát triển nhất của Lieder là vào thế kỷ 19. Trước đó Mozart, Beethoven đã viết khá nhiều tác phẩm âm nhạc cho giọng hát và đàn phím. Nhưng cùng với sự nở rộ của văn học Đức trong kỷ nguyên khai sáng, những nhà soạn nhạc thế hệ sau mới tìm thấy cảm hứng lớn lao từ thi ca và Lieder đã trở thành một thể loại quan trọng, một cuộc hôn phối tuyệt vời giữa thi ca và âm nhạc. Chính thức vui thân mến, chúng ta đều biết thì các bản Lieder, đây chính là cái sự kết hợp giữa thi ca và âm nhạc. Và phần lớn thì các bản Lieder đều được phổ từ những bài thơ của các nhà thơ rất là nổi tiếng trên thế giới. Chị có thể chia sẻ gì về mối quan hệ giữa thơ và âm nhạc cho các Lieder? Tôi cũng có dịch cái tập khúc đệm trữ tình của Heinrich Heine. Đây là một tập gồm có 67 bài thôi, thế nhưng mà đã có hàng ngàn cái bài phổ nhạc. Thế thì mà hàng ngàn bài phổ nhạc là trong thời kỳ lãng mạn ấy. Và đến bây giờ vẫn tiếp tục cũng có những người khác phổ nhạc. Khi mà Heinrich Heine viết cho một đồng nghiệp của ông ở Áo về cái việc sáng tác cái khúc đệm trữ tình của ông ấy, thì ông ấy có nói một câu là khi mà tôi viết những bài ca nhỏ này thì những cái giai điệu của những cái khúc hát của thành viên nó luôn lởn vởn trong đầu tôi. Trong một cái bài thơ tự thân nó đã có âm nhạc rồi, ví dụ như là nào hoa hồng, nào hoa huệ, nào bồ câu, nào mặt trời.
cái nhịp 333 rất rõ. Lòng ta bao nhiêu thứ từng say đắm cả một thời, giờ ta không còn yêu, lòng chỉ còn có một, một nhỏ nhắn, một nhã nhặn, một trong trắng, một duy nhất. Tự nàng là ngọn nguồn bao cảm xúc tuyệt vời, cả hoa hồng, cả hoa huệ, cả bồ câu, cả mặt trời. Thế thì như vậy thì chị Lan Quỳnh có lẽ cũng thể thấy được là cái nhịp 333 của cái điệu van ở trong đấy vô cùng rõ nét. Dạ. Vâng. Thế thì ngược trở lại thì có những cái bài hát khác, ví dụ cũng của Franz Schubert đi, thì tôi thấy là ở trong cái bài hát đấy có những cái giai điệu và những cái lời ca ở trong đấy nó khớp nhau một cách vô cùng khủng khiếp. Ví dụ như là trong Hành Trình Mùa Đông thì cũng có một đoạn nó hát là tâm hơi vì rừng rỡ những bông hoa, ngàn muôn sắc bừng lên những xuân nào, ta mơ trên đồng cỏ xanh ngút ngàn, mơ về đàn chim từng bừng reo vang, mơ từng bừng cùng hót dồn không gian. Ví dụ như chữ hót đấy chẳng hạn, cái phô kê kê răng thì đúng chữ hót nó phải đặt đúng vào cái điểm đó, thì nó mới thành được tiếng chim hót đấy. Thế hoặc là có những cái điểm khác như là lá rơi chẳng hạn, thì trong cái một cái ca khúc khác chẳng hạn, thì nó cũng phải để đúng vào cái điểm đấy. Nó vô cùng khó ở cái khi mà dịch là như vậy. Nó vừa phải có tính chất thơ, lại vừa phải rơi đúng vào cái điểm của Franz Schubert được. Vâng, và cũng sẽ dễ dàng hơn cho những người nghệ sĩ biểu diễn đúng không? Đối với những dịch giả như là chị Chu Thu Phương thì luôn luôn phải có chất nhạc trong cái quá trình mà chúng ta làm việc đúng không ạ? Và điều này cũng rất là dễ dàng để giúp cho những ca sĩ hát giống như là Lan Quỳnh có thể thể hiện được tốt từng nốt một hay là từng ca từ trong các cái bản ca khúc nghệ thuật Leader. Một lần nữa xin cảm ơn chị Chu Thu Phương và cảm ơn Lan Quỳnh đã đến với không gian của Giao Hưởng Thính Phòng. Chúng ta sẽ cùng khép lại không gian âm nhạc của chương trình ngày hôm nay với một bản Leader nổi tiếng của nhà soạn nhạc người Đức Richard Strauss, Morgen ngày mai.